Chào các bạn, cảm ơn các bạn trở về lại Sóc Trăng ngày hôm nay nha. Mình mời các bạn cùng làm chung với mình món gỏi đu đủ ha. Đó là gỏi tôm thịt đu đủ. Hôm nay mình có ba trái đu đủ xanh rất là ngon mà. Mình đi qua có chợ bên chợ Mỹ mua được ba trái rất là ngon. Ok, bắt đầu trước mặt mình đây, mình đã làm nha bạn. Mình đang làm là giống như là trái chanh. Ok, mình lấy chanh, chanh thì mình nặng chanh mình lấy nước thôi bạn. Mình nãy hồi một chút xíu thì mình sẽ làm nước mắm ha. Đó, tại vì thường thường mình làm nước mắm, có nhiều người làm nước mắm bằng giấm nhưng mà thực sự mình làm bằng chanh thì nó ngon hơn. Ok, trước mặt mình là pha chế ra một tô mắm, nước mắm như vậy ngon các bạn. Ok, mọi trước mặt mình đây là chanh, rồi rau thơm, rồi tôm thịt. Ok, đó một gỏi đu đủ đã bào sẵn cho bạn. Ok, đó bây giờ mình mời bạn cùng pha chung với mình nha, trộn chung với mình nha. Thì chắc là bạn nào cũng có biết làm gỏi đu đủ mình ha, nhưng mỗi người làm cách khác nhau. Thì mình làm ngay, mình làm bằng chanh ha. Thì mời các bạn cũng chia sẻ với mình món lạ lạ như thế nào ha. Đó, nước trong tay mình đây là nước chanh, đã mình vắt chanh sẵn các bạn. Ok, bỏ vô, bỏ ít bạn, đừng bỏ nhiều quá, chanh thì lúc nào nó cũng chua hơn trong giấm nha. Đó, mình trộn cho đều lại. Ok, kế tiếp đó, phần kế tiếp mình nước mắm mình đã pha sẵn rồi ha. Thì trong nước mắm nó pha đó, mình có bột ngọt, có đường, có nước mắm, có tỏi bầm này kia nọ, mình đã làm pha sẵn rồi bạn. Ngay trong khi đó mình chỉ bỏ vô thôi. Đây. Ok, còn đây là dầu tỏi phi các bạn. Ok, đó mình bỏ vô cho nó thơm ha. Đó, thì mời các bạn cùng làm chung với mình nha. Ok, mọi người với cách khác nhau cũng chia sẻ, nếu mà có những gì sai trái thì bạn có thể comment cho mình nha. Đó là kế tiếp, phần kế tiếp đó là tôm. Ngày hôm nay mình mua được tôm rất là ngon bạn, tôm tươi. Thường thường ở bên chợ Mỹ thì nó rất là khó tìm tôm tươi như thế này. Ok, mời các bạn chung là thịt, còn thịt thì thịt nạc mình đã luộc sẵn rồi bạn ha. Đó, mình trộn chung cho nó đều lại ha. Đó, rất là ngon, bữa nay đu đủ rất là ngon. Thường thường mình mua đu đủ thì ít khó khó kiếm, sau lúc nó có già già và non quá thấy không. Đó, mà trước mặt mình bắt đầu mình bỏ vô đó là rau thơm các bạn ha. Đó, mỗi lần mình mua đu đủ có nhiều lúc đu đủ nó chín quá hay là non quá, mình ít có đu đủ mà hồm hồm như vậy lắm, mà hôm nay rất là ngon. Ok, đó mình bỏ rau thơm vào rồi. Ok, phần cái tiếp đó là đậu phộng. Thì bạn thấy đậu phộng rất là thơm, mỗi lần mình bỏ đậu phộng vô mình làm rọi, bất cứ rọi gì nó cũng rất là ngon. Đậu phộng vô thì rất là thơm, ngon thì ăn luôn luôn nào cũng ngon thơm cả ha. Thì mình thích bỏ đậu phộng nhiều, có nhiều người thì thích nhiều bỏ vô nhiều chút xíu, nếu mà bạn không thích nhiều thì bỏ sơ sơ đủ đủ lên cũng được rồi. Ok, nhưng mà rất là ngon các bạn, khi bỏ đậu phộng vô rất là thơm. Đó, bạn thấy giờ mình ra một thao như vậy, là ba trái đu đủ ra một thao như vậy đó bạn, rất là ngon ha. Đó, bạn thấy là bữa đu đủ bữa nay rất là ngon các bạn, mình mua được rất là ngon, ba trái đu đủ rất là thơm ngon, mà vừa ăn luôn vừa hồm hồm, nó không có chín lắm mà cũng không non đó, vừa ăn luôn bạn. Đó, bạn thấy một thao ngon, rất là ngon ha, một thao loại đu đủ rất là ngon. Đó, bên cạnh mình để là một chén nước mắm, khi mà bà cần thì có nhiều người ăn, mình cũng đã pha chế có vừa ăn rồi, là mình luôn luôn nào là cứ ít nhất mình cần thêm một chén nước mắm bên cạnh thì nó ngon hơn ha. Cần nếu mà cần thiết mình sử dụng tới nó mình chấm luôn, nó ngon các bạn. Ok, bây giờ mình để màu dĩa này rất là đẹp các bạn, thì mình decoration lên ha, bỏ dầu tỏi lên chút xíu cho nó thơm thơm, thì bỏ thêm chút đậu phộng vô. Thì mình để trong dĩa luôn luôn nào mình đã bỏ trong đã thao mình đã chọn hồi nãy rồi, nhưng mình bỏ thêm một chút xíu decoration lên thì nó cho đẹp đẹp thêm ha. Đó, bạn thấy ngon và đã không, rất là ngon hấp dẫn đó bạn ha. Đó, còn đây nếu mà mình bỏ dầu vỉa rồi, các bạn thấy mình bỏ lên đậu phộng lên ha, thêm đậu phộng lên cho nó đẹp ra, mình decoration mình cho đẹp, tại đậu phộng luôn luôn nào khi mình bỏ lên rồi á thì nó rất là đẹp, rất là ngon và thơm các bạn. Ok, đó, mời các bạn cùng chia sẻ với mình những món gỏi đu đủ nha, ngon thơm như thế này. Đây là một chén nước mắm, cần thiết là mình sử dụng lúc nào rỏi lúc nào cũng cần có chén nước mắm để mà mình ăn nha, thơm ngon cùng với gỏi tôm thịt đu đủ nha bạn. Ok, cảm ơn các bạn chia sẻ video với mình nha, nếu mà bạn nào thích comment cho mình
những cái món lạ lạ, mai mốt thì mình có thể làm thêm hay hay là lại để nhậu. Đây gọi là món nhậu nếu mình có một chai nhậu rất hết sảy rồi bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã chia sẻ video này và chúc cả nhà vui vẻ, là hẹn lại video sau nha. Tạm biệt nha, bye bye.